chính thức trở thành nhân vật của khởi nghiệp vào giữa tháng 11 năm 2017. Gần 4 năm tham gia khởi nghiệp, nông hộ này đã có sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật chăn nuôi. Kiến thức thì nó là vô vàn. Mình gọi là đẻ về con gà thì là mình cũng khá là tự tin. Và khẳng định của anh Sơn, như chúng ta cũng thấy rồi, là cái khả năng tiếp thu cũng như là triển khai áp dụng các cái biện pháp mà chương trình cũng như là chuyên gia tư vấn đã rất hiệu quả, nên là cái đàn gà chăm sóc nuôi dưỡng rất tốt. Dù dịch Covid-19 diễn biến bất lợi, nhưng anh Sơn vẫn tự tin thu lãi hơn 180 triệu đồng trong năm 2021. Để có được điều đó, bên cạnh kiến thức chuyên gia truyền dạy là những nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ của nông hộ trong suốt 5 năm qua. Vậy nông hộ ấy hiện như thế nào? Hãy cùng khởi nghiệp tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị và bà con cùng trở lại chương trình khởi nghiệp. Ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại xã Trung Hòa, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để đến với một nông hộ tham gia trong lĩnh vực khởi nghiệp từ năm 2017 đến nay. Đó là anh Bùi Văn Sơn. Đây là một nông hộ chăn nuôi gà đã từ rất sớm. Tuy nhiên thì sau hơn 2 năm đại dịch thì hôm nay chương trình mới có thời gian để có thể trở về cùng với nông hộ. Khi đến đây thì cái cảm xúc của chuyên gia ra sao ạ? Tôi rất mừng là trong cái giai đoạn đại dịch vừa qua thì anh Sơn vẫn tích cực duy trì cái quá trình chăn nuôi của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ xuống để thực tế kiểm tra và đánh giá cái quá trình trong suốt 2 năm đại dịch vừa qua. Và đến bây giờ anh Sơn sẽ duy trì chăn nuôi tốt như thế nào? Tại đây thì tôi đang được nghe những tiếng gà gáy rất là to rồi. Và tôi cùng với chuyên gia Vũ thì đang rất háo hức về cái tình hình của đàn gà lứa hiện tại của anh Sơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và con sẽ cùng tôi và chuyên gia vào ghé thăm cái tình hình sinh trưởng phát triển của đàn gà. Anh Sơn ơi! Vâng, chào chương trình. Xin chào nha. Vâng, chào anh Sơn. Vâng. Theo anh Bùi Văn Sơn chia sẻ, từ khoảng tháng 5 năm 2022, anh bắt đầu triển khai nuôi lứa gà khởi nghiệp thứ 11 với 3.000 con gà lai trọi, chia thành 2 đàn gối nhau. Hiện đàn gà thứ nhất mới được xuất bán hết, đàn gà thứ hai với số lượng 1.500 con đã được hơn 4 tháng tuổi và đang chờ ngày xuất chuồng. Hơn 2 năm đại dịch Covid-19 xảy ra, hầu hết những người chăn nuôi trên cả nước đều hết sức khó khăn, thậm chí nhiều nông dân phải đóng cửa chuồng trại, tạm ngừng chăn nuôi. Anh Bùi Văn Sơn cũng không ngoại lệ, với 3 dãy chuồng nuôi gà trên 0,5 hectare đất trang trại, anh Sơn chỉ dám duy trì hoạt động chăn nuôi với số lượng cầm chừng. Khó khăn ở dịch bệnh chung của cả nước thì thứ nhất là cái nguồn da rất là kém, nên là hầu như là đều phải giảm đàn. Mình nuôi gọi là chỉ là duy trì ví dụ như là tổng công suất thì 1.000, 4.000 thì mình nuôi 1.000. cho một nửa, và nên là cái áp lực nó cũng ít, nó không như là trước. Gọi là chỉ khó khăn là cái đầu ra kém, các thứ là giá gà thì cũng thấp, nên là mọi khó khăn là nói chung là những cái năm đấy là duy trì được là tốt rồi. Không chỉ gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh trên con người, người chăn nuôi gà như anh Bùi Văn Sơn còn phải đương đầu với vấn đề giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong hơn một năm qua. Trang trại gà của anh Sơn là một trong số ít trang trại còn duy trì hoạt động chăn nuôi ở địa phương, bởi nông hộ này đã táo bạo chọn cho mình một hướng đi riêng trong bối cảnh khó khăn chung, đó là chủ động nâng cao kỹ thuật chăn nuôi, tăng cường sức khỏe của đàn gà nhằm hạn chế hao hụt số lượng đàn, từ đó giúp hạn chế chi phí phòng bệnh, chi phí sản xuất. Thứ nhất là nếu mà dịch bệnh ở trong nước thì mình đã được các chuyên gia và chương trình và trao đổi qua điện thoại, thì những cái tình hình dịch bệnh là đã được các chuyên gia báo trước cho mình để mình phòng trước, và những cái dịch mới mình đã được các chuyên gia tư vấn, nên là mình khá yên tâm về các công tác đấy. Cái thứ hai là nói về giá cả thức ăn thì nói chung là nó là giá chung,
của thị trường. Bây giờ các nguyên liệu cái giá mình cho ăn ngô thì cũng là giá rất là cao so với lại thời trước. Bây giờ nên là hầu như là cũng chăn nuôi thì cũng phải chăm sóc cho tốt, mình không thể giảm khẩu phần ăn được. Mặc dù với cái giai đoạn Covid như vậy thì anh vẫn duy trì nuôi. Tuy là số lượng đầu con có giảm, ví dụ như anh nuôi full công suất nó là hơn 3.000, nhưng mà lúc xảy ra đại dịch căng thẳng như vậy thì anh giảm xuống 1.000. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái nông hộ này cũng đã lựa chọn cái ngành nghề và rất yêu nghề thì mới duy trì được việc đó. Ở lứa gà khởi nghiệp thứ 11 này, anh Sơn vẫn ưu tiên chọn nuôi giống gà ta lai chọi. Theo anh, đây là giống có chất lượng thịt thơm ngon, mẫu mã đẹp, rất hợp thị hiếu người tiêu dùng địa phương. Với 1.500 con nhập đầu kỳ, đến nay tỷ lệ hao hụt trong đàn chưa hết số gà khuyến mãi. Điều này cho thấy sự thay đổi về chất lượng, sự làm chủ dần dần kỹ thuật chăn nuôi của nông hộ. Những ngày qua, anh Sơn cũng đã hết sức chú ý trong công tác chăm sóc đàn gà này. Anh thường xuyên cho gà uống thêm các vitamin nhóm B để kích thích tiêu hóa, vì vậy gà phát triển rất đồng đều và mẫu mã đẹp. Thì là gà này thì là thứ nhất là thịt thơm ngon và cái khí hậu thì nó hợp hơn khu mình. Và mình nuôi thì dành cho các đám cưới, lễ hội các thứ. Nói chung là để mình còn có cái chỗ để mà cạnh tranh so với lại các công ty lớn. Bây giờ các công ty lớn là nó ra toàn gà non thì mình bán không thể cạnh tranh được. Thứ nhất là về giá, cái thứ hai là về tất cả các thứ là người ta chuyên nghiệp hơn. Và giá thành nó sẽ giảm hơn rất nhiều. Đối với tập đoàn đa quốc gia thì người ta nuôi chuồng kín và ngắn ngày, đúng không? Thì chúng ta lại phải lựa chọn con dài ngày. Và thị trường của chúng ta là nuôi phục vụ các cái nhà đám. Thì tới đây thì chúng ta cũng phải có những cái chuyển dịch để cho phù hợp. Ví dụ như là các cái giải pháp mà tôi đưa ra. Đầu tiên là anh phải lựa chọn cái phân khúc khách hàng của mình sao cho phù hợp với cái vùng của mình đây. Ví dụ như là con gà giống nai bản địa hoặc gà nai trọi, ví dụ thế, với đặc điểm là chất lượng thịt thơm ngon, dai, giòn và nuôi dài ngày. Và đối tượng của chúng ta là phục vụ cho đám cưới, đám hỏi và các cái ngày lễ, thì anh sẽ phải có cái xem xét và đánh giá cụ thể cái thị trường ấy như thế nào để chúng ta lựa chọn cái phân khúc khách hàng cũng như con giống phù hợp. Qua thời gian đúc kết kinh nghiệm, dần dần tự rút ra những bài học cho mình, thì anh Sơn đã và đang chăn nuôi tự tin hơn rất nhiều. Và với đàn gà hiện tại mà anh Sơn đang nuôi, thì chuyên gia đánh giá cao trình độ tay nghề chăn nuôi của người học trò. Bằng chứng là những lứa gà về sau của anh đều luôn có tỷ lệ sống cao, lông bóng mượt với mẫu mã sáng đẹp. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì đàn gà lai chọi của anh Bùi Văn Sơn đang được 4 tháng tuổi rồi. Và hiện nay thì đã sắp đến ngày xuất bán. Và ngay bây giờ thì tôi cùng với chuyên gia sẽ bắt một vài con gà để kiểm tra và đánh giá cái tình hình sinh trưởng phát triển của con gà trước khi mà có thể xuất bán ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia sẽ nhìn qua và chuẩn bị kiểm tra cái con gà thực tế ạ. Qua thực tế đây thì thấy rằng là tổng thể cái đàn gà của anh, gà rất đẹp đúng không? Màu lông là rất sáng này đúng không? Và trọng lượng rất là tốt này đúng không? Ví dụ như con mái này bây giờ chúng ta cân lên thì cũng phải trung bình 2,5 cân. Con này to, và con này bắt đầu đẻ rồi đúng không? Tiếng kêu mà màu tích như này đang đẻ rồi. Thì chúng ta sờ đây là biết này, nếu mà chỉ một ngón tay thôi thì nó chưa đẻ, nhưng hai ngón tay là bắt đầu đẻ, và đặc biệt là bụng nó rất mềm. Đấy, nó đẻ rồi. Thì lát nữa chúng ta cần cân. Tương tự như thế con gà trống này,
chúng ta cũng thấy là mẫu mã của con gà rất đẹp. Gà này mà bây giờ là bà con chăn nuôi mà đến mà mua về, đến nhà anh Sơn mà mua về ăn thì rất là tuyệt vời. Vì cái thứ nhất là gà nuôi dài ngày, hai nữa là nhìn vào lông này, chân lông này rất là khô. Bà con chỉ cần nhúng qua nước nóng cái, dùng tay miết nhẹ cái là lông không có một tí lông tơ nào luôn. Đấy, và rất là sạch sẽ. Đấy, thì khi mà đi mua gà ấy, bà con cứ lật cái bụng này ra này, nhìn thấy chân lông nó khô này, nó không đỏ đỏ. Đây, chân lông này. Nếu còn lông máu ấy là gà còn non. Thế còn gà mà chân lông mà không có lông máu, tức là trắng tinh như này, là gà nuôi dài ngày và ăn rất ngon. Thế và chúng ta cũng nhìn cái da chân là chúng ta cũng biết. Già ngày thì bao giờ cái độ chai sần và thậm chí nó có vảy nến. Đấy, vảy nến và thậm chí là cái cựa này. Con gà trống này. Đấy, bắt đầu đây, mọc cựa dài ra đúng không? Cựa càng dài ra thì là càng già. Đấy. Thì đủ ngày thì nó cái cựa nó phát triển. Với cái thị hiếu của người Việt Nam. Theo kinh nghiệm dày dặn của mình, chuyên gia Vũ đã chia sẻ về kinh nghiệm chọn mua gà thịt khá hữu ích. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cân kiểm tra khối lượng gà đạt được ra sao sau 4 tháng chăn nuôi. Đây là nếu mà như này là vừa đây chúng ta đoán là xấp xỉ 2,8 đến 3 cân. Thì con này là nếu cân chuẩn dùng cân 5 cân thì sẽ 3 cân. Con mái. Thế này 2,5 cân, đúng 2,5 cân. Gà này bắt đầu ăn rất ngon, tầm này ăn rất ngon. Thưa chuyên gia, thì như vậy là đối với con gà trống thì chúng ta vừa cân được là 2,9 cân, 3 cân. Còn đối với con gà mái này cũng được 2,5 cân rồi. Thì đối với cái thời gian chăn nuôi cũng được 4 tháng tuổi, thì cái tốc độ tăng trưởng như vậy thì theo chuyên gia đánh giá thì đã đạt được chưa? Trọng lượng nuôi được 4 tháng mà con mái bình quân từ 2,3 cân đến 2,5 cân, con trống từ 2,8 cân đến 3 cân là trọng lượng rất lý tưởng. Và cái này ấy, là một trong những cái xu hướng mà với những cái đám tiệc cỗ cưới hoặc đám giỗ mà có cái lượng khách đặt ấy, thì dùng cái con này để làm mâm cỗ 10 người rất là tốt. Vì trọng lượng mâm cỗ 10 người ấy, là người ta cần đặt cái gà đối với trống size ít nhất là 2,8 cân. Người ta thịt đi rồi, còn lại khoảng 2,2 cân đến 2,3 cân là người ta chặt mâm 10 rất là đẹp. Và hai nữa là cái khung nó rất to, lườn nó rất dày. Với gà này là một trong những xu hướng mà tới đây người chăn nuôi có thể lựa chọn để sử dụng trong các cái tiệc cưới rất là tốt. Và qua kết quả ở đây thì tôi đánh giá là cái việc áp dụng quy trình của anh rất là triệt để, rất là tốt nhé. Như vậy sau 4 tháng nuôi, khối lượng bình quân của gà trống là 2,8 đến 3 kg và gà mái là 2,3 đến 2,5 kg. Theo chuyên gia, lứa gà này đạt yêu cầu chăn nuôi. Điều này chứng tỏ kỹ thuật chăn nuôi của nông hộ khá tốt. Chuyên gia cũng lưu ý anh Sơn sử dụng khẩu phần bố béo cho gà ăn, cho ăn tự do nhưng nên phân phối thành 2 bữa, buổi sáng và buổi chiều, định mức cho ăn bình quân mỗi con gà khoảng 90 g. Tầm 4 tháng tuổi đây trở ra ấy, là con trống là bắt đầu đi vào cái chu trình sinh học, là cho cái sản lượng khai thác về tinh trùng rất là cao. Thế chính vì vậy nên là cái tính hăng của con trống rất là mạnh. Thế nhưng mà nó có cả mái nữa thì nó cũng đỡ đánh nhau hơn. Thông thường thì chỉ 1.000 gà trống thì tối thiểu cũng phải 50-70 đến 100 con gà mái. Đấy. Buổi tối như gà này thì nên tắt điện sớm và không nên cho ăn vào buổi chiều tối nữa. Đấy. Thì nó sẽ giảm cái tính hăng đi và nó sẽ không đạp mái và nó sẽ không đuổi nhau và nó sẽ không tranh giành đối thủ của nhau, thì nó sẽ giảm với nhau đi. Chăn nuôi gà thời gian qua đối mặt với nhiều thách thức, các nông hộ khởi nghiệp trong lĩnh vực này cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, nếu thực hiện tốt quy trình chăn nuôi, kiểm soát được các chi phí đầu vào cũng như giữ được số đầu con nuôi sống cao, việc chăn nuôi vẫn cho những kết quả hết sức ấn tượng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình khởi nghiệp của chàng thanh niên Bùi Văn Sơn trong những chương trình tiếp theo.